sống đời đan tu, si tu an phước. Cuộc sống đan tu không chỉ được nuôi dưỡng bởi những sự kiện lớn, nhưng còn là từng giây phút trong cuộc đời đan sĩ dâng lên Thiên Chúa những hy sinh thầm lặng trong cầu nguyện và lao động, tựa như những của lễ để cầu nguyện cho thế giới, nhất là cho những ai chưa nhận biết Chúa, được mau quay trở về với Người. Vì thế, từng phút giây trong cuộc đời đan tu tuy nhỏ nhoi, đơn sơ, thầm lặng, nhưng có thể biến những điều tầm thường thành những điều phi thường nếu đan sĩ biết sử dụng những giây phút ấy với lòng kính mến Chúa và yêu thương các linh hồn. Đan viện An Phước tuy bé nhỏ nhưng vẫn luôn nằm trong vòng tay yêu thương của Mẹ Giáo Hội. Và chúng ta, những đan sĩ nơi đan viện này, luôn ý thức được sứ mạng của mình trong lòng Giáo Hội. Đó là cầu nguyện không ngơi nghỉ. Hành trình 2022 tuy vẫn còn đó những thăng trầm, những gian lao, thử thách, nhưng chúng ta vẫn luôn và sẽ mãi trung thành với sứ mạng ấy. ..2022 dần trôi đi, nhưng những gì đã qua sẽ là những kỷ niệm mà chúng ta, những thành viên của đan viện An Phước, ghi nhớ mãi. Chúng ta tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Người đã thương ban để chúng ta xây đắp đời đan tu đượm tình huynh đệ, hầu làm chứng cho cả thế giới rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện hữu và yêu thương con người. Và rồi năm mới 2023 sẽ mở ra, đón chúng ta vào một hành trình mới trong tin yêu và hy vọng.